Bây giờ là ra nhà thờ con gà xong rồi là ra sân bay là về luôn. Đây là hồ gì à anh? Hồ Xuân Hương ạ. À hồ Xuân Hương à? Có cái hồ Đây hồi là nãy có hả? cái hồ này. Đúng không? Có gì à? Hồi nãy vào nhà thờ trước là không bị mưa rồi. Đà Lạt khóc mi say xe say xe. Không, nhưng mà bảo ơi, mình tới những cái nơi mà hàng trăm năm rồi nó cảm thấy cảm giác nó lạ lắm nhỉ. Nó kiểu nó cứ thổn thức á, à, nó thổn thức trong lòng kiểu. Có hình em coi của bà con. Cái này hôm qua mình chơi đây này mấy. Thêm kìa. Trắng xóa luôn nhá. Trắng xóa luôn. Này mùa mà ăn ngươi khó thấy mà. Mọi người ơi có say xe không? Ơi mọi người có say xe không? Cò hỏi mọi người có say xe không kìa. Ôi cò đang đang giới thiệu chiếc xe kìa. Ôi cò biết giao lưu phết nhỉ. Có bạn nào đang xin tư bóng này. Đây có tư bóng đây. Cô tô đây. Cho mọi người xem nào. Ô xe có chữ cò luôn. Đây có rồi mà. Biết mà. Ừ, trời ơi. Tới chưa? Ủa và đi qua khách sạn của mình à? Vâng. Vì cái khi sửa gà nó ngay đây anh. À. Yeah. Mấy phút là tới anh? Đây à, ba phút nữa. Trời nhìn trời nó mưa xong rồi kiểu mà áo áo ấy. Anh có say mê cái này lắm. Cái nhà ga này. Trẻ con nhưng mà không chơi cùng trẻ con. Mẹ em ở đây giờ cái đàn tàu xanh là tím vàng á. Còn mấy cái đâu của em bé mà. Có gì hả? Ừ. Đàn tàu xanh là tím vàng đủ sắc màu á. Ba ba chị ba ăn vậy? Chị Mi ăn hả? Con ăn đi. Con ăn với chị đi. Cài lắm. Thử cho Mi. Đây, thử cây cho em ăn được không? Chị Mi cho kìa. Cài lắm. Có ăn được cay, có ăn được cay, quả nói quả ăn được cay chứ chưa. Đó kìa chị cho kìa. Rồi, ăn từ từ tí tí thôi. Từ từ. Ôi chơi luôn. Có cay. Có cay không? Không, con thấy ngon mà. À, con mời ba mẹ hả? Ba mẹ cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Để ăn không? Cay. Cay hả? À, ba lần cay rồi. Dạ. Rồi, cay không? Đúng rồi. Ủa, tại sao con ta nói là nhà này là nhà nhà tên là uống nước cay đi. Uống nước kìa. Bây giờ có ai có nước không kìa? Anh ai có nước cho em có cái bị cay kìa. Có cay ghê hết. Cay thì uống nước không hết cay đâu phải uống sữa. Mà thôi uống đi. Tới nơi rồi mọi người ơi. Tới nơi rồi. Trong này chỗ này nè. Nước to lắm hả anh? Nào. Để đồ lên đó đi bà. Ôi vĩ đại quá. Nào. Có xuống không? Đi xuống. Nào có súng vào bế nào. Vào bế nào. Vào bế nào. Để em mở chưa? Mưa anh nhỉ? Mình bay. Sẽ đứng được okay. Rồi. Ok. Ui. Nhà ga. Đến nhà ga lên chi đi. Đây đây đây. Mẹ là chơi gì rồi. Để đây chốc con lấy. Để cái nhà ga đây chốc con lấy. À đó chạy đi. Vậy chạy đi có mưa. Ui. Ôi nhà thờ đâu có mở cửa đâu vợ. Bây giờ này sao mở. Ô quên con trai. Ôi lạnh lắm mưa lắm. Đúng Đà Lạt chưa. Hôm nay chưa. Hôm nay chưa.
sao đây gió rét mà. Đúng gió này. Vào đây chị nào thì đấy chị nó ôm mình kìa. Ôi trời ơi. Lạnh lắm hả? Thì tao lên xe thôi. À lạnh hả? Thôi lên xe nhá, đi. Nào lạnh lắm. Rồi lên xe thôi. Ôi mẹ ơi. Phải làm dấu đi kìa. Đi. Nào đi lên xe nào, đi thôi. Nào con ra đi, con cầm tay em Dũng ơi. Nào cầm tay em đi để ba bế cò. Rồi anh đi nào. Để đây anh dẫn con đi. Rồi, đi. Để ba bế em chứ. Được quá. Anh được. Xách em, xách em. Đi đây. Con kia đằng kia. Lạnh hả? Đi ba bế cho. Đây cổng à, ba cổng nè. Ba cổng cò này, cu này, còn cò. Cò cò đi ba bế cò nè. Đây, quà qua đây đây, quà ôm ba. Hai cầm giúp cho nè. Đây. Anh cầm tay con like cho ba được, cầm like ba được. Bây giờ. Đi, ba đi trước, để ba đi trước. Nhanh đang về đang thiếu mẹ. Quay. Trời ơi mọi người ơi, kỷ niệm quá trời luôn. Đi nhà thờ mà tới đây mưa to quá mà đi vào cái giờ này thì nhà thờ đã mở cửa đâu. Đúng rồi, sáng một chiều giờ này mấy đúng rồi để đi sáng chiều. Ủa áo này của bé My hả? Hả à, của con hả? Chị My đây. Cô đang ăn nhau. Mẹ hả? Ôi, mọi người có. Không? Ôi Dũng, mẹ đâu rồi con? Cao không? Ăn bông, sát đi. Mẹ đâu rồi cò? Cò đâu, mẹ đâu? Đâu thấy mẹ đâu. Mưa to quá. Ủa mẹ đâu nhỉ? Như mẹ có điện thoại hay sao? Ở đây à? Mưa to quá không ra được. Phải đi chạy lùi vào một tí hả? Bây giờ em có ô không? Không, em chạy vào đón luôn được. À ừ, ok. Để chạy vào đón mẹ đi. À chạy lên được mà. Trời ơi sao nãy không lên luôn. À em nghĩ tại vì giờ em thấy nè. Ừ. Trời ơi. Trời ơi mọi người ơi, đây có cái đường chạy lên nhà luôn không bị mưa. Trời ơi bác Tài ơi hay ghê. Trời chị Lan Anh được Chúa ban. Chúa phù hộ. Trời ơi cả nhà chạy mưa. Mới mình gọi là ơi, quà sướng mẹ lên. Đi ăn trưa đi. Ăn trưa đúng không? Ăn cơm gì? Ở đây anh có nhà hàng nào? Đứng kia và thấy luôn hả? Vườn dâu bây giờ vào được không? Vườn dâu mái che mà phải không anh? Chợ mưa. Thế là mấy vườn dâu mình đi vào mấy vườn dâu Nhật nó có mái che á? Vườn dâu Nhật thì phải, có mái che thì nó ở trên bãi kia kìa, sợ chị đi không kịp. Thôi, bà xem rớt cho giờ... À, trên cái nóc kia. Thôi, chứ bây giờ vườn dâu kia trời mưa thì đâu vào được. Đúng rồi, cũng vậy. Mưa không vào được. Ủa vợ cái đó đưa đây chứ vậy? Cái miếng này. À, cái đó là vô đây, dán được vợ. Nó đúng rồi. Vợ đưa về nhà rồi về tính. Ừ, nó đúng là cái đó rồi. Bố này vô đó rồi. Chúng em cầm cái đồng hồ cho bà.
Ôi cả nhà say xe rồi. Cầm đi con. Cò ôm hả? Cò ôm bao nhiêu thứ nhiều thế? Cò nhiều quá. Bà đang xe cho mọi người đó. Cho cô chú đó. Bà bây giờ mình đi đâu hả bà? Bà đi ăn rồi đi ra sân bay. Đi ăn ở đâu? Nếu mà không mưa, đứng ớt mưa thì bây giờ đi ăn nhà. Đi ăn nhá. Các con đi ăn đi. Trên đường này mình đi có nhà hàng nào ta? Có anh ở đây chị mời đi quán cơm. Con đói bụng chưa cò? Đói bụng. À con đói bụng rồi hả? Chưa. Ơi con chưa đói bụng hả? Hai chị em dưới này ăn cái gì đấy? Cây. Cây hả? Con mời cô chú ăn đi. Cô chú ăn không? Con mời cô chú nha. Con mời cô chú ăn. Rồi được rồi, con ăn đi. Rồi. Ba nè. Nhà mình đi ra sân bay khoảng 45 phút từ đây á, ra sân bay khoảng 45 phút. Thì 2 giờ 45 có mặt. 2 giờ. Em cho 3 giờ đi. 3 giờ. Vâng, xuống sân bay là trước 45 phút nhưng mà mình cứ cho dự trù á. Dạ. Cứ trước 1 tiếng là 2 giờ là mình kịp, nhất là 2 giờ mình phải xuất phát. Ồ hết mưa rồi. 1 tiếng 15 phút nữa ở cạnh mưa. Trời, thì trời đẹp rồi. Mẹ phù hộ vào nhà thờ mưa tầm bao xuống đường. Mưa á. Chắc là chưa. Không, tại vì nếu mà sớm một chút thôi là gọi sơ về. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Nhà thơ này mà quen đó, hả? Nhà chồng cái từ vợ ái của vợ ở đó đó. Cái sơ ở đó đó. Lần trước vợ lên đó mà. Đúng rồi, lần trước ở trên đó. Chồng cho vợ lên đó ở nữa không? Hello. Chồng cho vợ lên nhà chồng. Anh ơi, cho em nước. Cho em chai nước coi. Ai có giữ đâu. Em giữ rồi. Rồi giữ ở dưới luôn đi. Mời anh hai cho. Thiếu là thiên thần của chúng ta. Sao bây giờ mình đi ăn hả? Đi ăn. Đi gần đây không anh? Đây chúng ta đi ra sân bay luôn anh. Nhà hàng gì vậy anh? Dạ. Nhà hàng gì vậy anh? Xuống chỗ Hồ Tiến Lâm anh chị. Hồ Tiến Lâm ạ? Nhưng mà ý là nhà hàng gì á? Nhà hàng đấy mình nghe đâu. Chúng ta ít cho nó quán nhà hàng. Quay dây vậy? Cây rừng hàng, kỳ dông hàng. Cây rừng hàng. Trên từ viên bình thường mới về á. Rớt chém. Ơi chị em. Đừng chen lấn. Hộp nào em? Để quên nữa. Alo. Đường hầm đất sét đẹp lắm hả? Đường hầm đất sét. Không, mà trời mưa này không đi được, nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm, trời mưa. Alo. Vào đây mất sóng. Chuẩn bị được ăn rồi mọi người ơi. Hết mưa, cả nhà đi đường hành đất sát đây. Đi ô cái chỗ thờ hồi nãy mình vừa đi kia đó hả? Thờ thờ con gà kia đúng không? Ôi. Đi đẹp quá nhỉ. Wow, mọi người ơi, nhìn không nhìn được, không nhìn được. Cả cười cái coi, cười đi. Hôm nay là thứ sáu này đúng không? Thứ sáu là cuối tuần và các cô chú làm hôm nay chắc là có những công ty làm sáng mai thì rất là được nghỉ rồi. Không bật thời gian đấy. Chóng mặt quá. Cô lên ăn. Ơi, đi đường hầm bác sĩ đi. Bây giờ hả? Bây giờ không đủ thời gian nữa. Không đủ thời gian con, cô kêu ở lại một tuần thì không chịu. Bây giờ mình ăn xong rồi là mình ra sân bay là vừa rồi. Ơi chị nghe, hồi nãy điện thoại mất sóng. Ủa, hồi nãy có... Tại vì... Tối giữa hai người thì thống nhất chưa? Bây giờ này quan trọng nhất là em cho chị cái kích thước trước đã. Kích thước đi. Để chị cho bên cắt tông nó làm một con. Ôi đi xuống dốc này, xuống dốc. Wow. Đúng rồi, tất cả các loại. Ok. Đây là một tuần. Đúng rồi.
rồi, trời mưa đi đường gầm cực lắm. Đi đi ở lại một tuần nữa chắc ở lại một tuần là thoải mái đi luôn. Thoải mái đi. Thôi đi, mình còn có cái chứ, đi lưu luyến lần sau mình còn tới nữa con. Ôi, coi nhìn dưới thùng lũng mà ta làm nhà đẹp không? Trời khu đẹp ha. Quá đẹp luôn. Cái này nhìn lên khu biệt thự đúng đó anh. À thế à. Đi qua chỗ này ai cũng muốn ngắm Osaka. Vừa đi qua một cái thung lũng mọi người, và xung quanh là nhà hai bên. Một tuần là ngập Sài Gòn ha. Bây giờ mình tắt đi ha, cho các cô chú nghỉ đi ha. Bây giờ mình xin phép mình tắt like nhé mọi người. Các cô chú nghỉ trưa một chút xíu để làm việc tiếp. Cảm ơn rất nhiều.